Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Vườn Mai Linh Bonsai. Hôm nay em Linh xin tiếp tục giao lưu tứ quý cô chú anh chị em mình hai phôi mai tứ quý nha cô chú anh chị. Thì cây này em Linh đã vô chậu và sống mạnh rồi cô chú anh chị ha. Em Linh mới lãi hai cái tược nè, mấy cái tược nè cho nó cho cô chú anh chị mình thấy rõ cái phôi nó ra tùm quá. Thì cô chú không thờ cô chú anh chị mình không có giao lưu thì em ghép luôn. Thì cái cây này hoành em Linh đo ngang vị trí này là cô chú anh chị ha, ngang vị trí này là 29 nha. Cao 35 hả cô chú anh chị, cao từ miệng chậu lên là 35 đó, hoành này là 29 ha, cao 35. Cây này thì cái bộ đế khá là đẹp á cô chú anh chị ha, cây này rất là già luôn cô chú anh chị. Em Linh mua nguyên cây tàn của người ta, em Linh cắt xuống đó, làm bonsai cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình coi nha. Mặt trước này thì tương đối khá là đẹp, mặt sau hơi trống tí xíu mà vẫn có đế hen cô chú anh chị ha. Mình có đế, không phải là trống luôn, không phải là lép luôn. Đó, mặt trước thì 10, mặt sau cũng được 8. Rồi cái mã số 1 này em Linh giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là 2,2 triệu. Em Linh sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn, bao cả cây lẫn chậu luôn cho cô chú anh chị mình luôn nha. Về cô chú anh chị mình nhận cây rồi ghép luôn. Em Linh không có rút chậu, rút chậu thì nó động cây về cô chú nó suy cây à, tội nghiệp cô chú anh chị mình ha. Thì cô chú anh chị mình giao lưu phôi. Khi cô chú anh chị mình muốn ghép cái giống mai nào đó ha, thì cô chú anh chị mình có thể báo em Linh sẽ tặng thêm cái bo cho cô chú anh chị mình ghép ha cô chú anh chị. Đó, bên vườn nhà em Linh có gì em Linh sẽ tặng cho cô chú anh chị mình cái phôi đó. Rồi mã số 1 này em Linh giao lưu tứ quý cô chú anh chị mình là 2,2 triệu. Em Linh sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình cả cây lẫn chậu luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi cái mã số 2 cái hoành thân của nó là 25 hả cô chú anh chị. Cây này khá, cây này cô chú anh chị sống mạnh này cô chú anh chị ha. Vậy cô chú anh chị mình lãi tược thì ghép thôi ha. Đây, cây này thì cũng khá cây ha. Cây này em Linh giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là 1,7 triệu. Em Linh sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình ha. Cây này cô chú anh chị mình có thể rút chậu hoặc là cô chú anh chị mình có thể là em Linh gửi luôn cái chậu cho cô chú anh chị mình ha. Thì bao phí cho cô chú anh chị mình cả cây lẫn chậu 1,7 triệu, em Linh bao phí vận chuyển. Cây này em Linh đo đây là hoành 25 rồi cô chú anh chị ha. Hoành em đo đây là 25, cao 40 hả cô chú anh chị ha, cao từ miệng chậu lên 40 tới mà phôi 40. Cây này khá là cây hen cô chú, khá cây hen cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình có thể là ghép liền luôn. Dòng cây rất là khá khéo cây. Rồi thì cô chú anh chị mình em Linh chỉ lên hai phôi để giao lưu tới quý cô chú anh chị mình thôi ha. Thì cô chú anh chị mình thích cái phôi nào cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn em Linh qua số điện thoại 0966993277 ha, hoặc là Zalo của em Linh của số máy đó ha. Cần gì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn em Linh. Thì em Linh xin kết thúc cái clip ngắn tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.